Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi sẽ thông báo có hai buổi livestream rất đặc biệt cho tuần tới. Đó là ngày thứ hai tối 8 giờ giờ Hà Nội và ngày thứ năm cũng tối 8 giờ giờ Hà Nội. Thì chúng ta sẽ có những buổi livestream đặc biệt cho tuần tới. Quý vị xin bỏ vào thời khóa biểu. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.